Đây kiếm con gà nè, kiếm gà ngon ngon ăn. Con gà trống ăn ngon nha. Xin nó xảo mọi người ơi. Nói gì? À, bây giờ mình đang bỏ than vô nè. Mình đang nướng gà, có mấy cô chú anh chị em họ ghé ở đây họ chụp cái video rất đẹp nha. Bây giờ là con gà mình nó cũng chín đi một nửa rồi nha. Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch sinh TV của mình đó nha. Hôm nay thì mình sẽ đi kiếm một cái con gà nó thật là ngon để mình nướng một cái cảnh nào thật đẹp để cho cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món gà này nha. Bây giờ mình chọn gà đó cả nhà, thấy không? Ở gà nhóc mà số lượng nhiều lắm, gà dịch luôn. Biết nhìn gà không? Gà trống luôn cô, gà mái luôn. Gà trống không à? Đây kiếm con gà nè, kiếm gà ngon ngon ăn. Kiếm không có gà mái nha cô ha. Con gà trống ăn ngon hơn chứ. Mà đầu cá trống là nhỏ nhất cô không? Đây là dịch bên đây có bán nhiêu ký cô? Trăm ngàn ký, con này chắc 3 ký quá, chắc muôn dịch quá cả nhà, muôn dịch không em? Con gà đây nên là nấu lâu, dịch này, đây cô bán 100.000 ký. Cái con gà trắng luôn đó em. Gà trắng bự, gà trắng bự. Hả? À, gà trắng rồi. Gà trắng đó cô. Để cô lấy gà trắng nha cả nhà. Dạ, gà trắng. Hôm nay là gà. Gà trắng. Căng thử đây. Chắc cỡ đó đó cô ha. Vô trong căn hả? Vô trong căn. Cỡ này nè. Rồi, giờ mình lấy con gà này đi. Con gà này tầm cỡ 2,5 ký. Đúng bê. Từ con thử. Dạ. Mới có 100 g. 2,4 ký. 2,4 ký rồi hả? Này 2,4 ký. 300 g. Cả nhà ơi, mình làm gà xong rồi nè. Bây giờ là mình sẽ đem gà đi tới một cái chỗ thật là ngon nha. Xin nó xảo mọi người ơi. Nói gì? Nói gì xạo? Đây là một cái bọc không á. Bọc không à? Bọc không là đó. Cái gì? Chút nữa thì mình sẽ bỏ gà ở đây thôi đúng không cả nhà? Đó. Rồi, giờ bỏ gà vô. Xin dục cái bọc kem kìa. Rồi, giờ bỏ gà vô đây. Xong. Rồi, nè, cho nó có gà cả nhà. Mình đã chuẩn bị một cái chén nước chấm gì cả nhà để mình ăn với gà nha. Đây là cái gia vị mà mình đã làm xong cái chén này nha cả nhà. Sẽ bỏ vô đây một ít rồi mình chấm với gà nướng của mình nha. Quá trời ngon cả nhà ơi, bao cay luôn. Cả nhà ơi, bây giờ mình đang ở ngay một cái chỗ cái view rất là đẹp đó cả nhà. Ở sau mình có một cái eo biển tắm rất là đẹp luôn cả nhà. Bây giờ mình đang nhúm than nha. Cho than nó chín rồi mình sẽ bắt đầu nướng gà ngay chỗ này nha cả nhà. Không biết là ra sau núi này nắng cả nhà ơi. Giờ mình đang chờ than chín đi ha. Rồi cái mình sẽ bỏ con gà lên đây. Mình thưởng thức ngay tại cái view đẹp này nha. Quá đẹp cả nhà ơi. Rất là nhiều du khách du lịch họ tắm biển với nó đó cả nhà. À, bây giờ mình đang bỏ than vô nè. Ui da, nhúng than vô ha. Xe ta sẽ chạy xuống cái chỗ này nè cả nhà. Đó, ta sẽ xuống cái chỗ ta tắm á cả nhà thấy không? Chỗ tắm rất là đẹp nha. Mình cũng hay tắm đây lắm. Hôm nay thì mình sẵn mình cho cả nhà cùng thưởng thức một cái chỗ rất là đẹp luôn cả nhà. Mình ăn uống đây luôn. Rồi cái
mình ngắm cảnh đây luôn, cái nhà rất đẹp luôn ha. Hả? Wow, trời sắp xuống núi rồi cả nhà. À, chỗ đó. Ở trong đây là một cái eo rất là đẹp luôn cả nhà. Tắm biển cái này khỏi nói nữa. Du khách tắm rất là đông cả nhà. Họ tắm rất là đông luôn. Wow, tắm đông quá. Rất là nhiều người tắm dưới ha. Bây giờ khách đang chạy xuống dưới đó tắm đó cả nhà. Phải tới kiểm tra cái than để chuẩn bị nướng gà ha. Than của mình đây, sát lửa vô dễ nướng. Ui xa. À, cái nhà hôm nay mình đang nướng gà đây nè. Ở đây rất là nhiều du lịch nha cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ làm một ít gà ở đây nha. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Đây mình đang cùng với các anh em ở phương xa tới đây quay luôn cả nhà. Đây nướng luôn. Gà chứ đâu anh. Ở cả nhà thấy hôm nay ở đảo Nam Du mình có rất là nhiều người ra đây nha cả nhà. Giờ mình đang làm một ít than đây, sắp chín đây. Sẽ làm chuẩn bị con gà nha. Mình đang nướng gà, có mấy cô chú anh chị em họ ghé đây họ chụp cái video rất đẹp luôn cả nhà. Than còn sắp chín rồi. Nãy giờ gió hơi cao nha. Rất là nhiều người tới đây chụp cái view này cả nhà, cái view rất đẹp luôn á. Nếu cả nhà nào có ra đảo Nam Du thì nhớ ghé cái chỗ này nha để chụp với lại làm một cái bạc ti đây cả nhà. Mình nấu nướng mình ăn cũng ngon cả nhà. Cảnh này rất đẹp luôn. Giờ mình chờ than chín cái nữa ha, gần chín rồi. Than chín cái được rồi. Đây là trái luộc ở nhà. Ăn mì ở nhà nó bụng quá. Dạ. Gầm gì? Trái luộc ngon. Có luộc không? Nè. Trái luộc ngon. Là cái nhà á. Nướng luôn hả? Nướng đi. Đây con gà ở nhà. Mình đang nướng con gà nha. Trời. Đầu gà lên đó. Trời quá rồi, ngon luôn. Mời cả nhà nha, hy vọng con gà nó sẽ chín mau rồi cái mình thưởng thức ăn tại đây nha cả nhà. Tôi cho còn mọi người. Cháo của mình nó nướng luôn cái chả sa tế không tư. Nướng thử coi. Nướng thử coi ngon sao? Đúng không? Cái nướng ngon sao? Con gà quá trời bự luôn nha, ngon quá. Gà trống là chắc dai đúng không nhà này. Đây là gà thái dương á nha. Gà là gà thái dương. Đây là hoàng hôn nha, mặt trời đang chuẩn bị lặn cái nha. Nhiều người cũng đang về. Gà ngon quá cả nhà, hy vọng là nãy dai lắm, thịt chắc dai lắm, săn dai lắm. Thank you.
Bây giờ mình ăn cái chân này trước nha cả nhà. Trời ơi, chân chân gà nãy dài lắm nha. Nãy mình ăn một ít rồi đó, mình biết. Mình mời cả nhà nha. Chà. Trời ơi. Chân dài cả nhà, dài ghê. Đã. Dài quá. Chừng quá giờ dai ngon nè. Dai. Mình mời cả nhà nha. Ngon quá nhà. Được cái kiểm tra gà mình tới đâu ha. Chà. Nếu mà không kịp anh đem nhà cũng được cả nhà. Tại vì cũng gần tối rồi. Gần tối cả nhà. Mời cả nhà nha. Ngon quá. Gà ơi. Cái chuyện dài không nha. Trời ăn đã luôn nha. Ngon quá nha. Ngon. Thôi cả nhà, bây giờ mình sẽ lấy cái này ra mình ăn nha. Đây là chín khúc này cả nhà, ngon quá. Rồi lấy này ra ăn cả nhà. Ui chà, chấm này ăn miếng nha. Mời cả nhà nha. Dạ, ngon. Bây giờ là mình sẽ cắt cái con gà này ra làm hai cả nhà ơi. Mình cắt gà này ra làm hai nha. Ui, gà nóng lắm. Gà gì ngon. Còn chín giữa. Lật lại. Cái này dựa qua. Mình còn nửa con nha cả nhà. Nửa con kia thì mình đã đem lên cho chỗ trên này nè cả nhà. Đó, nên mình đang cắt á. Giờ mình đang nướng thêm nửa con này cho nó chín luôn ha. Rồi cái mình đem mình ăn luôn. Dạ. Wow, gà này càng nướng nó càng săn lên cả nhà ơi. Tại vì mình không có gì nướng cả nhà. Không có gì nướng cái kia á, mình lấy dĩa này luôn, mình nướng như dễ. Nó săn lên quá trời luôn. Giờ mình sẽ chuyển nó qua nha, nóng. Ui cha. Đâu em? Ok. Bé Tư ơi. Cái đùi. Cái cánh nha mình. Giờ mình mời cả nhà thưởng thức với mình nha. Cái món gà nướng ngày hôm nay nha. Gà này là gà thả vườn nha cả nhà, rất là ngon. Gà thường thường thả. Rồi, nay có nhỏ cháu mình theo nè. Giờ ăn đây con ơi. Nhìn vào cả nhà nha. Xé ra con biết xé không? Nó xuống nó dám gặp cái mặt. Trời, nhỏ cháu mình ăn cái đùi đã không? Ây da, một tí máu rồi nó đau. Trời, ồ. Dạ mà nhà ngon quá. Mà giống như xé giấy quá. Xé giấy hả đâu? Giòn lắm. Cậu coi. Nó giống tờ giấy. Nó giòn lắm. Nó giống tờ giấy á, nó giòn lắm. Vậy hả? Nó giòn lắm á. Trời, cái đùi nó nhà ngon kêu.
À. Rồi, mời cả nhà nha. Giờ mình ăn thôi. Dài, phải ra ngon. Ngon thế ha. Nữa nhà nha. Giờ mời cả nhà thân thức với mình nha. Cái cánh này nha. Trời ơi. Cái cánh quá ngon cả nhà ơi. Nó dài, thịt nó dài ngon lắm. Thịt dài ngon lắm cả nhà. Quá đã cả nhà ơi. Trời ơi, ăn có cái view biển đã cả nhà. View đứng đẹp luôn, ăn xong tắm luôn. Giờ tối mình tắm được nữa, ngon quá nhà ơi. Cháy không luôn. Xin lỗi. Cháy. Chấm rồi. Đứng lại. Con này mày ngoài đứng đây. Vô đây ăn thịt nè Tứ ơi. Ngon ha. Ăn nào con, ăn nào. Ăn khô, ăn ngu vậy mày. Ngon thật hả? Dạ, dạ ngon à. Dạ, còn thịt cho. Còn cái đầu cống luôn đi. Con đã vào miệng với tôi rồi. Mời cả nhà nha. Chấm cái tương ớt ăn cho đã. Ủa, nóng 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 nha. Ủa, sao nóng? Nóng quá. Nóng không? Dạ. Quá trời nóng cả nhà. Trời ơi. Cái con gà thả vườn này ngon lắm cả nhà. Ok. Quá vậy? Bảo mà không? Quá đã không vậy? Ngon quá. Cái đùi này nó chưa chín nha nha. Nên mình chỉnh, mình nướng lên một chút xíu nữa. Chà. Nửa con này nướng đây còn bằng nữa. Bây giờ mình đem cái đùi này lên nghe nha. Ơi à, cái nửa cái con này chín nữa nè. Giờ đi thử cả nhà ơi. Quá trời ngon luôn. Cha cha. Ui xa đẹp. Đó. Cái đồ với tôi để xíu đi. Ngon không? À. Cha thịt ngon nữa coi. Này ngon nè. Cái này mình nghĩ là nó còn hơi chơi sống sống rồi nha. Để mình nướng lại cái nha. Có không? Chín không? À chắc chín cái nhà mình nhìn không kỹ chín đây nè. Dạ cái đùi nhìn ngon đó nha. Dài dài. Ngon ha, cái đùi ngon ha. Ui gà gì ăn vậy là ngon đó nha. Trời ơi. Còn là gà quay nữa. Chấm miếng muối tiêu rồi. Tiêu mưa ớt chanh. Mưa ớt chanh cái lộn. Mà cái nhà nha. Cháy gà ăn con. Cháy gà ngon. Này phải thay rồi ăn đi, không biết nó mở tới đâu. Ngon quá nhà ơi. Quá đã luôn. Ngon hết rồi. Trời ơi. Da nè. Cả nhà thấy cái da không? Trời ơi. Nhìn giống cái bọc ha. Mời cả nhà nha. Trời ơi. Trời ơi, da mới ăn cái da. Cái da gà dài ghê. Đừng nói có mình chấm. Mời cả nhà nha. Ồ đã ghê. Quá là ngon cả nhà. À, cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi, ủng hộ cái kênh ẩm thực và du lịch sinh TV của mình nha. Nói chung là cái món gà hôm nay là mình dành tặng cho cả nhà để thưởng thức dưới sinh ngay chỗ cái view cảnh đẹp này cả nhà. Rất là đẹp luôn cả nhà. Nếu ai đã tới Nam Du này sẽ biết được cái chỗ này là đây là cái view đẹp nhất ở đảo Nam Du mình nha. Với lại mình có thể nấu ăn, nấu nướng chỗ này rất là đẹp đẹp cả nhà, ok luôn. Thôi, bây giờ mình xin hẹn gặp cả nhà vào những cái clip sắp tới nha. Bye bye cả nhà, giờ mình về nha. Tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà, bye bye. Đây là gà chế tỏi cả nhà. Trời ơi, rất là ngon nha. Thơm lắm. Gà chế tỏi. Mời cả nhà thân thức với mình là gà chế tỏi với ăn lăng với lại bia nha. Rất là ngon cả nhà. Mời cả nhà nha. Nha. Rồi. Mời cả nhà.